Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel Hình như là Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 Và sau đây là bản tin của ngày hôm nay Xin được gửi đến quý vị Bà con nên hết sức cẩn thận Vì bây giờ ở Mỹ đang có vụ giả trẻ em cần giúp đỡ để ăn cắp xe Tin từ Renton thuộc từ bang Washington Cảnh sát của thành phố Renton thuộc từ bang Washington Vừa đưa ra một cảnh báo về vụ giả dạng trẻ em cần giúp đỡ để ăn cắp xe một người đàn ông ở tại thành phố Renton, nằm trong số ít nhất hai nạn nhân của bọn lừa đảo này. Bọn lừa đảo này dựa vào lòng tốt của những người muốn giúp trẻ em để ăn cắp xe. Cảnh sát cho biết một cô gái từ 12 đến 14 tuổi đã gõ cửa ở nhiều khu phố và đã vào một số ngôi nhà để ăn cắp chìa khóa xe hơi và bóp. Điều này gây khó chịu cho những người hàng xóm, bao gồm một người đàn ông đã nói chuyện với Como rằng anh ta không muốn để cô gái trong bóng tối và lạnh lẽo. Và bây giờ, anh ta đã học được một bài học rất đau đớn. Tôi chỉ là một người tử tế, muốn giúp đỡ ai đó, bạn biết không, đặc biệt là một đứa trẻ. Richard Duane của Renton giải thích. Và về cô ấy ăn cắp xe của tôi, thật rất là tệ. Trái tim tôi tan vỡ khi một đứa trẻ đã đáp lại lòng tốt của tôi như vậy. Ông Duane kể lại, mọi việc bắt đầu khi anh ta bị một cô bé cầu xin giúp đỡ vào tối thứ năm. Một người đàn ông đứng đằng sau phía cô ta nói rằng cô cần một bộ sạc điện thoại. Cô ấy đã tỏ ra rất đúng túng khi người đàn ông này đến. Vì vậy, tôi đã nói hãy vào trong nhà ngồi xuống. Đoàn giải thích, tôi đã mua cho cô ấy một số bộ sạc và đi lấy đồ uống cho cô ấy, chỉ để làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ đó là khi cô ấy ăn trộm chìa khóa của tôi. Nghi can là một người trẻ từ 12 cho đến 14 tuổi là mỹ đen, cao khoảng 5 feet 5, tóc dài ngang vai. Cảnh sát của thành phố Renton nói rằng đây là một vụ lừa đảo đã xảy ra ở phía nam của thành phố Renton. Sau khi lừa vào trong nhà, thì cô gái này sẽ tìm đủ mọi cách để cho chủ nhà đi chỗ khác. Trong lúc này thì cô ta sẽ hành động để trôm chìa khóa. Phát ngôn viên của sở cảnh sát Renton là bà Sandra Havick giải thích. Tại thời điểm này, nghi phạm vẫn đang ở trong nhà của Don và đã có kế hoạch cho việc trốn thoát của mình. Cô ấy đã nói với tôi rằng mẹ cô ấy đang đặt cho cô ấy một chiếc xe lift trên điện thoại của tôi. Vì vậy, có lẽ khoảng 10 phút sau, tôi nhận được một tin nhắn rằng lift cách đó 2 phút. Vì vậy, cô ấy đi ra ngoài. Don nói, mãi đến sau này, gia đình của anh ấy mới phát hiện chiếc Toyota 4Runner đã bị mất. Những hàng xóm chung quanh cũng đã nói rằng Điều này đã xảy ra với hàng xóm của họ trong tuần này. Một người phụ nữ gốc Việt ở tại thành phố Bristol thuộc từ bang Pennsylvania đã nhận tội ăn cắp những đồng bạc từ một người đàn ông ở Bristol Township. Cô đã nhận tội sau khi bị cáo buộc là đã ăn cắp một số bạc lớn từ một người đàn ông tại Bristol thuộc từ bang Pennsylvania. Người phụ nữ gốc Việt này có tên là Phạm Thị Chi, năm nay 48 tuổi đã nhận tội vào thứ năm liên quan đến vụ án. Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân đã báo cáo vụ trộm cắp vào tháng 1 năm 2023, nhưng vụ trộm này đã xảy ra vào tháng 6 năm 2022 và vụ này mới vừa được xét xử vào ngày 16 tháng 11 năm 2023. Một báo cáo tuyên bố rằng cô phạm là bạn gái của con trai nạn nhân. Lúc xảy ra vụ việc thì cô phạm đang làm việc nhà bên trong căn nhà của nạn nhân bị cáo bị buộc tội đã đánh cắp 3 hộp đựng đường với khoảng 20 pound đồng bạc ở bên trong. Sau khi nhận tội thì cô Phạm sẽ phải đối mặt với án tù từ 6 cho đến 18 tháng. Thẩm phán Ronald Rice của hạt Trumbo cho biết ông muốn cô chi phạm phải trả lại cho nạn nhân giá thị trường của một ounce bạc tại thời điểm cô bị kết án. Các công tố viên tin rằng số tiền sẽ vào khoảng 7.500 đô la phiên tòa lên án cô Phạm đã được đặt lịch vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Chỉ vì có 7.500 đô mà phải ngồi tù từ 6 cho đến 18 tháng thì không đáng một chút nào. Mong cô Chi Phạm lấy đây là một bài học để đừng bao giờ tái phạm điều này nữa. Một người đàn ông gốc Việt vừa mới bị bắt tại tiểu bang Louisiana. Theo cảnh sát trưởng St. Bernard thuộc tiểu bang Louisiana cho biết, một người đàn ông gốc Việt 38 tuổi đã bị bắt với 13 tội danh liên quan đến ma túy sau khi được tìm thấy với số ma túy trị giá hơn 2.000 USD. Tin từ thành phố Chalmette, thuộc tiểu bang Louisiana, một người đàn ông gốc Việt đến từ thành phố New Orleans vừa mới bị bắt vào buổi chiều ngày hôm qua với nhiều tội danh liên quan đến ma túy. Cảnh sát trưởng của Saint Bernard đã tìm thấy người đàn ông này đang ngủ trong một chiếc xe đang nổ máy. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện Phạm Hùng, người cho là trong tình trạng say xỉn và không phản ứng khi đang ngồi ở trong chiếc xe hơi của mình. Nằm ở trên làn đường khẩn cấp của dãy số đường 5400 đường Paris ở thành phố Chalmette. Khi Hùng ra khỏi chiếc xe hơi của mình thì các cảnh sát viên cho biết đã có một chiếc túi nhựa trong suốt đã rơi ra khỏi túi áo khoác của Hùng. Cảnh sát đã xác nhận chiếc túi này chứa những loại ma túy như là cocaine, suboxone, fentanyl, ma túy đá, cần sa và nhiều loại ma túy khác. Qua quá trình điều tra thì các nhà chức trách đã thu được những tăng vật như sau. 6 giải Suboxone 8mg ngậm dưới lưỡi có giá trị thị trường là 150 USD. 3.5g fentanyl được ước tính là khoảng 350 USD. 15 viên Xanax được đóng gói theo bộ 5 viên giá trị 150 USD. 3 túi nhựa chứa tổng cộng lượng khoảng... 2.11 gram cocaine với trị giá thị trường ước tính là 211 USD, 3 viên acetaminophen và hydrocodone by tartrate với giá trị khoảng 30 USD, 24 viên acetaminophen dextroamphetamine là một loại chất kích thích thần kinh trung ương với giá thị trường là 240 USD, 9.62 gram của methamphetamine với giá thị trường là khoảng 962 USD. 1 gram cần sa có giá trị 20 USD và nhiều loại thuốc khác chưa được xác định, theo cảnh sát trưởng James Pullman. Phạm Hùng đã bị khởi tố với các tội danh như sau, điều khiển phương tiện khi say rượu, sở hữu ma túy trái phép với mục đích phân phối The Box Zone, sở hữu với ý định phân phối Fentanyl, sở hữu với ý định sản xuất và phân phối Xanax, sở hữu với mục đích phân phối cocaine sở hữu với mục đích phân phối acetaminophen và hydrocodone by tartrate. tàn trữ với ý định phân phối dextroamphetamine, sở hữu với ý định phân phối cần sa. Kiểm tra lý lịch cho thấy Hùng cũng bị Sở Cảnh sát New Orleans và Văn phòng Cảnh sát Trưởng lý Jefferson truy nã vì nhiều vi phạm giao thông khác nhau. Một cậu bé 5 tuổi đã đâm chết em song sinh của mình tại tiểu bang California tên thì Scotts Valley thuộc tiểu bang California. Một cậu bé 5 tuổi ở Scotts Valley, California dùng dao đâm chết em song sinh của mình. Giới chức cho hay, hai anh em đánh nhau hôm thứ Tư ngày 15 tháng 11, thì một cậu bé đã vơ lấy một con dao làm bếp nhỏ và đã đâm vào người cậu bé kia. Cảnh sát của quận Santa Cruz cho biết, người em trai song sinh sau đó đã qua đời tại bệnh viện. Chúng tôi đau xót cho gia đình của hai trẻ nhỏ và chia buồn cùng họ. Văn phòng cảnh sát đăng trên mục Facebook hôm thứ Năm. Cảnh sát cho biết họ không dự định buộc ai tội hình sự trong cái chết này. Luật California ấn định rằng tuổi tác, ý định phạm tội và kiến thức về sai phạm là những yếu tố cần thiết để buộc tội một đứa trẻ. Bài đăng trên Facebook đã viết, dựa trên kết quả điều tra hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy sự sơ sót hay hành động tội phạm bởi bất cứ bên nào khác. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video kỳ tới.